Người Hàn Quốc nói gì khi lần đầu biết đến cuộc chiến tranh Việt-Trung năm 1979? Quý vị và các bạn thân mến, mấy tháng trước, đài truyền hình ETN2 của Hàn Quốc đã có một cuộc thảo luận trên sóng truyền hình nước này về cuộc chiến Việt-Trung năm 1979. Có thể nói cuộc chiến này rất hiếm khi xuất hiện trên các phương tiện truyền thông như thế này, đặc biệt là ở Hàn Quốc. Vậy nên khi chương trình này được phát sóng, nó đã thu hút sự quan tâm rất lớn từ phía người dân Hàn Quốc. Trước khi đi vào phần bình luận của người Hàn Quốc, chúng ta hãy cùng điểm qua một số nội dung chính mà nhà đài này nói là gì nhé. Sau nhiều khiêu khích quấy rối vùng biên cương của Việt Nam, bao gồm cả hành động tàn bạo nhắm vào bộ đội biên phòng và thường dân Việt Nam ở ven biên giới phía Tây Nam Việt Nam, dù chịu áp lực lớn từ phía Bắc là Trung Quốc, nhưng Việt Nam sau khi chuẩn bị xong đã tung ra cuộc xuất kích bất ngờ của 100.000 quân vào ngày lễ Giáng sinh, ngày 25 tháng 12 năm 1978. Campuchia ơi, hóa ra Trung Quốc không vào Việt Nam trước mà lại chính tay Việt Nam vào Campuchia trước. Đại quân Việt Nam ra quyết định bất ngờ này vì muốn lợi dụng mùa khô để phát động một cuộc tấn công quy mô lớn. Khmer Đỏ vẫn nghĩ đó là điều không thể vì Việt Nam đã kiệt quệ do chiến tranh trong nhiều thập kỷ, bị đánh bởi sức mạnh quá lớn và bất ngờ. Đó là lý do tại sao chế độ Khmer Đỏ bị lật đổ ngay lập tức. Việt Nam chiếm được Phnom Penh của Khmer Đỏ trong 12 ngày, để quân Khmer Đỏ vào khu vực biên giới với Thái Lan. Nhưng điều này một khi xảy ra, tôi không nghĩ Trung Quốc sẽ đứng yên, tôi không biết. Nhưng nếu Việt Nam đã vào Campuchia rồi và quân Việt Nam đã thắng rồi thì Trung Quốc vào Campuchia còn có ích gì? Việt Nam muốn vào Campuchia thì phải xác định đánh ở cả hai chiến trường thôi. Vậy điều gì sẽ xảy ra với Trung Quốc nếu họ tấn công Việt Nam? Trung Quốc được lợi gì qua cuộc chiến này? Đúng vậy, xét về cách suy nghĩ của Trung Quốc thì ngoại trừ yếu tố con người thì thiệt hại đối với Trung Quốc là không nhiều. Vào thời điểm đó, lãnh đạo cao nhất của Trung Quốc Đặng Tiểu Bình đã quyết định phát động chiến tranh vào tháng 10 năm 1978. Nên ông ta đã đưa ra quyết định cả trước khi Việt Nam tấn công Campuchia. Nhưng mãi đến cuối tháng 12 thì quân khu Quảng Châu, Trung Quốc mới đưa ra được bản thảo tấn công vào Việt Nam. Đến ngày 17 tháng 2 năm 1979, một cuộc tấn công quy mô lớn vào Việt Nam với 430.000 quân, chưa kể dân binh đi theo phục vụ. Quân đội Việt Nam đã làm gì để chống lại điều này? Quân chủ lực gồm hai sư đoàn là sư đoàn 3, sư đoàn 346 và quân dân và bộ đội địa phương, số lượng khoảng 150.000 người. Mặc dù Trung Quốc có thể có số lượng đông hơn nhưng Việt Nam lại có hệ thống hơn nhiều về mặt vũ khí. Và trên thực tế, Việt Nam là một quốc gia thường xuyên có chiến tranh. Ý tưởng chiến lược của Trung Quốc là giết gà bằng dao mổ bò. Tuy bề ngoài thì có vẻ hùng mạnh như vậy nhưng bên trong lại có vấn đề nghiêm trọng. Đầu tiên là lãnh đạo chỉ huy đều là già yếu, tư duy chiến thuật lạc hậu. Thứ hai là hậu quả của cách mạng văn hóa là rất nghiêm trọng. Hồng vệ binh mà Mao Trạch Đông dựng lên có thể tố cáo và coi bất kỳ ai trong số các lãnh đạo quân đội của họ là phản động, khiến cho tổ chức quân sự trở nên hỗn loạn. Vì lẽ đó nên không thể nào học thuyết quân sự có thể được nghiên cứu và phát triển. Những người lính lẽ ra phải được huấn luyện đàng hoàng, nhưng trọng tâm trong các bài huấn luyện lại là huấn luyện tư tưởng chính trị. Nếu bạn nhìn vào địa hình miền Bắc Việt Nam, khu vực đó là một vùng núi rộng lớn. Người Việt Nam được huấn luyện bài bản và có hệ thống vũ khí dành cho quân đội theo tiêu chuẩn của Liên Xô. Ngoài ra còn có các nữ dân quân và trong nhiều trường hợp, kỹ năng chiến đấu của họ vượt trội hơn quân đội Trung Quốc. Sau đây là phần bình luận của khán giả. Mời mọi người cùng xem tiếp nhé! Không có kênh nào ở Hàn Quốc đưa tin về chiến tranh Trung Quốc và Việt Nam, vì vậy tôi rất thích xem chương trình này. Ai cũng biết rằng Đặng Tiểu Bình, người được phục chức vào năm 1978, đã rất sốc trước kết quả của chiến tranh Trung Việt. Mặc dù Đặng Tiểu Bình biết lực lượng chủ lực thật sự của Việt Nam ở Campuchia trước cuộc xâm lược, nhưng do thất bại, ông cảm nhận sự sâu sắc, sự lạc hậu của quân đội Trung Quốc và dặn các nhà lãnh đạo tương lai đừng thách thức quyền bá chủ cho đến năm 2050. Cảm ơn bạn vì câu chuyện được chờ đợi từ lâu về chiến tranh Việt quốc Việt Nam, ngay cả những cường quốc cộng sản vô lương tâm như Trung Quốc cũng sẽ xâm lược nếu phạm sai lầm. Đây là lần đầu tiên tôi thấy một nơi đề cập đến chiến tranh Trung Việt. Đó cũng là lý do tại sao Trung Quốc muốn chia cắt bán đảo Triều Tiên, nó cũng tương tự vậy. Chiến lược ngoại giao lâu đời của Trung Quốc là cai trị những nước lân bang bằng cách chia rẽ họ thành những kẻ nhỏ hơn. Đó là nguyên tắc ngoại giao cơ bản của họ. Vấn đề là học giả đầy nghị lực ở đây chấp nhận lịch sử Trung Quốc mà không có bất kỳ bộ lọc nào. Chiến tranh Đông Dương, chiến tranh Việt Nam-Mỹ, chiến tranh Trung Việt, ETN2 đã đưa sự thật ra khỏi góc khuất. Lần đầu tiên tôi được biết đến.
Việt Nam đang ở thời kỳ đỉnh cao về mặt quân sự, xưa đánh bại Mông Cổ và nhà Thanh, thời hiện đại đạt được 4 chiến thắng liên tiếp, bao gồm chiến tranh Pháp-Việt, chiến tranh Mỹ-Việt, Đảng Cộng sản Campuchia và chiến tranh Trung-Việt. Tuy nhiên, vì có quá nhiều cuộc chiến tranh xâm lược từ nước ngoài nên chắc chắn sẽ dẫn đến sự sụp đổ kinh tế. Vì vậy, đất nước họ vẫn còn nghèo đói cho đến nay, nền kinh tế đang tăng trưởng chậm lại trong những năm gần đây. Bây giờ nghĩ lại, tôi có thể thấy Kissinger và Nixon đã ngu ngốc đến mức nào. Lúc đó, Kissinger được hưởng quyền lực toàn năng. Gần đây, ông thường nói rằng ông hối hận vì thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc quá nhanh và giúp đỡ họ. Chiến tranh Trung Quốc-Việt Nam là một cuộc chiến, trong đó lực lượng tinh nhuệ của Trung Quốc bị dân quân Việt Nam đánh phá. Lúc đó, lực lượng tinh nhuệ của Việt Nam đang ở Campuchia. Việt Nam không chỉ có vũ khí được nhận từ Liên Xô hoặc Trung Quốc từ thời chiến tranh chống Mỹ, mà còn có vũ khí mà Mỹ cung cấp cho Nam Việt Nam trong quá trình Mỹ trang bị hùng mạnh cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa. Số vũ khí này đã bị bỏ lại khi họ rút quân, tất cả chúng đã được Việt Nam sử dụng một cách triệt để. Hàn Quốc cũng phải tìm cách phòng thủ trước Trung Quốc. Khi bạn đi du lịch đến Việt Nam, bạn có thể hiểu được mối quan hệ gần gũi của nước này với Nga. Nếu Nga đặt cạnh Việt Nam, Nga có thể ăn thịt Việt Nam ngay. Nhưng vì xa xôi, họ chỉ có thể nhìn ngắm và ngưỡng mộ từ xa. Việt Nam và Nga không thể không đi cùng nhau để kiềm chế Trung Quốc. Nga có thể sử dụng cảng biển của Việt Nam để triển khai lực lượng hải quân, mua hàng tiêu dùng giá rẻ và sử dụng Việt Nam làm điểm nghỉ mát trong mùa đông ấm áp. Việt Nam thường tận dụng nền kinh tế từ Hàn Quốc và Nhật Bản, an ninh từ Nga, thị trường xuất khẩu từ Mỹ và luôn giữ tinh thần cảnh giác với Trung Quốc. Lúc đó Trung Quốc đã bị Việt Nam đánh bại thảm hại, mất khoảng 300.000 quân, họ thật sự bị thua cuộc và không dám nói lên điều gì. Vào thời điểm đó, Trung Quốc đã tấn công bằng chiến thuật giống như trong chiến tranh Triều Tiên vào ngày 25 tháng 6 nhưng lại bị Việt Nam đáp trả một cách dữ dội khiến họ chịu thất bại nặng nề. Một thanh niên Trung Quốc vì thấy người Hàn Quốc thích cái cách Việt Nam giáng trả quân Trung Quốc quá mà anh ta đã vào bình luận trong video này như sau. Có khoảng 8.600 nạn nhân Trung Quốc, trong khi ở phía đối diện có hơn 23.000 người bị thương, khoảng 57.000 quân chính quy Việt Nam thiệt mạng, trong các hồ sơ khác thậm chí lên đến khoảng 60.000 lính thiệt mạng. Sư đoàn 3, sư đoàn 345, sư đoàn 346 của Việt Nam bị tiêu diệt hoàn toàn. Sư đoàn 316A bị tấn công mạnh, các sư đoàn 325, 327, 337, 338 bị tấn công và phải rút lui. Khoảng 2.170 tù binh Việt Nam bị bắt. Để so sánh với 200.000 lính Việt Nam ở Campuchia thì cần phải so sánh như thế này. Bên dưới bình luận này có khán giả Hàn Quốc phản hồi lại như sau. Người Trung Quốc không biết xấu hổ, quân đội PLA nhanh chóng bỏ chạy khỏi Việt Nam và Việt Nam vẫn chiếm đóng Campuchia cho đến năm 1989. Việt Nam chỉ rút quân về nước khi biết trước Liên Xô sẽ sụp đổ. Hãy nhìn Đặng Tiểu Bình, con người nhỏ bé thật độc ác. Tóm lại, người Việt Nam đã đánh bại cả Mỹ và Trung Quốc, chúng ta cần học hỏi Việt Nam, như vậy thì người khác sẽ không thể coi thường được. Trong chiến tranh tổng lực luôn rất nguy hiểm vì thiệt hại rất lớn. Đáp án đúng là chiến tranh du kích để chống lại. Nước ta cũng cần học hỏi điều này. Để tham khảo, vào thời điểm đó, toàn bộ đơn vị tinh nhuệ của quân đội miền Nam Việt Nam đã đi viễn chinh sang Campuchia. Trong đó quân đoàn 2 và các nữ quân nhân đóng vai trò chính trong việc ngăn chặn Trung Quốc. Cuộc tấn công của Trung Quốc vào Việt Nam, tôi đã âm thầm tò mò về điều này từ lâu rồi. Giờ tôi mới biết chi tiết đến thế. Theo một cách nào đó, đó là một thông tin tốt. Tuy nhiên, một thứ đáng chú ý khác là cách các diễn giả đã diễn giải lịch sử cho phù hợp với sở thích của họ là một sai lầm lớn. Việc gì cũng có hai mặt. Nếu chỉ nhấn mạnh một mặt thì ai nghe cũng sẽ cho rằng Hàn Quốc chống Trung Quốc nên chúng ta sao chép phương Tây và Mỹ, khiến khán giả không biết phía bên kia như thế nào. Tại sao Hàn Quốc lại hỗ trợ Mỹ ở Việt Nam? Bạn không thể kể cho chúng tôi nghe về lịch sử lính đánh thuê đốt phá vô số làng mạc ở Việt Nam, tàn sát dã man dân thường và ngược đãi vô số phụ nữ. Không ai nói về chiến tranh Trung Việt ở nước ta. Cuối cùng, kỳ vọng của tôi đã được đáp ứng. Việt Nam thật sự xuất sắc, Trung Quốc chỉ thấy các nước khác yếu đuối mới bắt đầu quấy rối và xâm lược.
Điều buồn cười là tại sao Trung Quốc lại gọi khu vực biển giữa Philippines và Việt Nam là biển của họ? Đó là hành động của bọn giang hồ, chứ không phải gì khác. Tôi hy vọng một ngày nào đó Trung Quốc sẽ bị chia thành hàng chục mảnh dân chủ và độc lập. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các mô hình sẽ làm suy yếu Trung Quốc, chẳng hạn như chiến tranh Trung-Nhật, chiến tranh Trung-Ấn và chiến tranh Trung-Philippines. Trung Quốc có nhiều kẻ thù xung quanh, chúng ta cần một liên minh châu Á. Ông Kishichan, nếu ông ấy nói như vậy và giải thích rằng Việt Nam là nước chư hầu, nhìn từ góc độ lịch sử Trung Quốc, thì nước ta khi theo quan điểm lịch sử Trung Quốc, thì chúng ta cũng là nước chư hầu của Trung Quốc. Hãy suy ngẫm một học giả như ông cần hiểu rõ lịch sử Việt Nam trước khi có mặt trong hội thảo, nhưng đây là một sai lầm. Hoa Kỳ đã thất bại trong chiến tranh Việt Nam, nhưng Trung Quốc đã bị đánh bại hoàn toàn. Đây là sự khác biệt giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ. Nếu Việt Nam là nước chư hầu của Trung Quốc trong 1.000 năm, liệu triều đại Joseon có thoát khỏi logic tương tự như học giả phát biểu? Dù có nhiều khán giả chỉ ra sự sai lầm thì nhà đài cũng không sửa chữa, nên tôi sẽ thông báo rõ ràng và chắc chắn cho các bạn. Hãy xóa đi khỏi tâm trí bạn lời giải thích của giáo sư đã nói rằng Việt Nam là nước chư hầu của Trung Quốc hàng ngàn năm. Nếu bạn nói như vậy trước mặt người Việt Nam thì sẽ xảy ra đánh nhau ngay. Điều này cũng giống như câu nói của người Việt Nam với người Hàn Quốc, bạn là chư hầu của Trung Quốc suốt 500 năm dưới thời Joseon. Nếu bây giờ Việt Nam gây chiến với Trung Quốc, Việt Nam sẽ không tồn tại được dù chỉ 3 ngày. Thậm chí Mỹ cũng phải đầu hàng trước người Việt, nhưng Trung Quốc thì sao? Thật ra chỉ có hai quốc gia không nên chọc vào thông qua chiến tranh, Việt Nam và Afghanistan đều là những nước mà không nên can thiệp, đặc biệt là Afghanistan. Trước khi Mỹ, Nga đã xâm lược và chiến tranh với họ suốt 11 năm, nhưng cuối cùng cũng phải rời bỏ Afghanistan. Việt Nam là một đất nước đáng thương như bán đảo Triều Tiên của chúng ta. Nếu bạn sống trong sự thỏa hiệp, bạn sẽ sống với sự thỏa hiệp cả đời. Hãy tập luyện chăm chỉ mỗi ngày. Hãy chiến đấu, hãy chế tạo vũ khí hạt nhân vào thời điểm này. Cho tới tận bây giờ chúng ta sống với Triều Tiên, chúng ta sẽ sống với nó đến hết cuộc đời. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây là những bình luận của khán giả Hàn Quốc khi nói về cuộc chiến Việt Trung năm 79. Có một điều thú vị là các khán giả Hàn Quốc đã phản đối rất mạnh mẽ khi một giáo sư Hàn Quốc đã nói Việt Nam là chư hầu của Trung Quốc trong 1.000 năm trên sóng truyền hình. Ở một góc độ nào đó, người dân hai nước cũng có cùng quan điểm. Các bạn nghĩ sao về video này? Hãy bình luận ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ video của mình xin phép được kết thúc tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các video tiếp theo.